cho chương trình Món ngon mỗi ngày. Minh Châu và đầu bếp Thanh Vũ xin kính chào quý vị khán giả. Chào Minh Châu, nghe nói em mới đi chơi miền Tây về đúng không? Dạ đúng rồi, em đi về nhà một người bạn chơi. Nhân tiện có một món quà cho anh Vũ đây. Ồ, wow, cốm dẹp trông rất là hấp dẫn hả? Em mua tận gốc đó. Tận gốc à? Ừ. Ở miền Tây thì chắc em mua ở Trà Vinh đúng không? Trời, Thanh Vũ siêu quá vậy. Em định về Trà Vinh tham dự lễ hội Ốc Ông Bốc nhưng mà không có kịp thời gian. Rất là tiếc luôn á. Rất là tiếc hả? Nếu mà em có thể tham gia lễ hội đó, em phải xem đua ghe ngo thì rất là hấp dẫn. À, đua ghe ngo em có nghe nói. Thưa quý vị và các bạn, những món quà của Minh Châu đến với chương trình Món ngon mỗi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một món ăn được chế biến từ cốm, đó là món tôm chiên cốm. Để chuẩn bị nguyên liệu cho chế biến món ăn này thì rất là đơn giản. Trước tiên chúng ta có tôm sú khoảng 300g. Tiếp đến chúng ta có bột mì, cốm dẹp, cần tây, ớt sừng, dưa leo, cà chua và một ít rau xà lách để chúng ta trang trí và ăn kèm. Ngoài ra chúng ta có hạt nêm Aji-ngon, tôm biển, tỏi băm, hành tím băm, trứng gà và một số gia vị thông thường. Một nguyên liệu nữa không thể thiếu để làm món sốt cho món ăn này, đó là sốt mayonnaise Lisa. Như vậy là nguyên liệu cũng khá dễ tìm kiếm ha anh Vũ. Vậy thì bây giờ anh hãy chỉ cho Minh Châu và quý vị khán giả cách thực hiện đi. Chắc chắn rồi. Trước tiên tôm chúng ta sẽ lột bỏ đầu, bỏ vỏ, trừ đuôi. Đây em xem. Bây giờ chúng ta sẽ cắt lấy chỉ lưng. Các bạn lưu ý chúng ta nên cắt sâu vào khoảng 2 ly để khi chúng ta tạm cốm và chiên thì tôm sẽ bung ra hệt con bướm rất là đẹp. Đây. Tôm sau khi cắt bỏ chỉ lưng chúng ta rửa qua nước muối pha loãng và rửa lại nước lạnh, sau đó thấm khô nước. Bây giờ anh cho vào một muỗng Aji-ngon tôm biển. Kế tiếp anh cho một ít tiêu và nước, hành tỏi. Mình chỉ lấy nước thôi, bởi vì nếu mà có hành tỏi thì sẽ bị cháy trong lúc chiên đúng không anh Vũ? Chính xác. Bây giờ anh sẽ trộn đều lên cho tôm thấm với gia vị. Trong khi chờ tôm thấm, anh sẽ đập trứng gà. Chúng ta đã tan trứng gà. Kế tiếp chúng ta sẽ băm cần và ớt để pha với sốt mayonnaise. Đây là cần tây anh đã bào bỏ vỏ ngoài. Bây giờ anh sẽ cắt mỏng trước. Chúng ta cho vào chén. Kế tiếp để tăng thêm vị cay cho món sốt thì anh bầm thêm một ít ớt sừng. Để tạo vị cay cho món ăn thì chúng ta có thể dùng tương ớt hoặc là ớt băm cũng được. Đó, anh bầm lại cho nhuyễn một chút. Bây giờ anh sẽ cho vào đây khoảng 4 muỗng canh sốt mayonnaise Lisa. Bây giờ chúng ta sẽ tẩm tôm qua bột mì, trứng và cốm. Bây giờ anh sẽ tẩm tôm qua bột mì trước. Tẩm tôm qua bột mì chắc là để giữ lại cái nước ngọt ở trong con tôm nè đúng không anh Vũ? Đúng vậy em à. Ngoài ra khi bột mì kết hợp với trứng gà là tạo cái chất kích dính khi chúng ta tẩm vào cốm. Các bạn lưu ý chúng ta chỉ dùng tay và nắm đuôi tôm tẩm qua như vậy. Và khi tẩm cốm thì chúng ta hãy phủ cốm đều mình tôm. Đó, chúng ta sẽ để qua dĩa. Sau khi tôm chúng ta tẩm qua bột mì, trứng và cốm thì bây giờ chúng ta sẽ chiên tôm. Khi chúng ta cho đu đũa vào chảo dầu và thấy sủi tăm, như vậy là dầu đã đủ nóng. Bây giờ em hạ lửa lại. Bây giờ chúng ta sẽ cho tôm vào. Khi cho tôm vào thì các bạn cũng nhớ cái nguyên tắc để tránh phỏng vào người thì chúng ta cho đuôi tôm hướng ra ngoài như thế này. Đó, Minh Châu để ý nha. À, cốm bắt đầu nó nở bung. Và khi cho đuôi tôm vào thì các bạn cũng lý chúng ta nên xòe đuôi tôm ra. Dùng 2 ngón tay xòe ra như vậy để khi chiên tôm thì đuôi tôm được xòe ra và đẹp. Khi chúng ta thấy cốm chuyển sang màu vàng là tôm cũng vừa chín. Rồi bây giờ thì anh thấy tôm đã chín rồi đó. Chúng ta sẽ vớt ra. Sau đó chúng ta cho vào giấy thấm dầu. Thưa quý vị và các bạn, để cho dầu của chúng ta không bị đen, sử dụng được lâu thì sau khi chiên xong một mẻ chúng ta nên dùng vợt vớt hết những cái vụn cốm còn sót lại trong dầu như vậy. Tôm sau khi chiên xong bây giờ chúng ta sẽ bày ra dĩa. Tất cả xà lách, dưa leo và cà chua anh đã trang trí một góc như vậy. Chúng ta khi bày lên chúng ta lưu ý để đuôi tôm hướng lên trên như vậy, trông sẽ bắt mắt hơn. Món tôm chiên cốm đã bày xong. Nào bây giờ mời Minh Châu hãy chọn một con tôm và dùng thử. Còn rất là nóng. Nào bây giờ mời em thử. Em cảm nhận được cái vị khô giòn và thơm của cốm. Bên cạnh đó có vị ngọt của tôm nè. Đã vậy còn có một chút chua chua béo béo của mayonnaise Lisa nữa. Chính xác. Quý vị khán giả thân mến, món tôm chiên cốm quả là không khó thực hiện, có phải không ạ? Minh Châu hy vọng rằng sau chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ngày hôm nay, quý vị có thể bổ sung thêm một món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng vào thực đơn của gia đình mình. Chúc quý vị và các bạn thành công. Và quý vị cũng đừng quên liên lạc với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày theo hai cách quen thuộc. Đó là liên lạc về số hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại tới Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto, số điện thoại 061 882 6188. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.